Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn Soi Mít của xã Khánh Hiệp thuộc huyện Khánh Vĩnh. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị 12 lô đất cực kỳ đẹp nằm trên mặt tiền đường đường bê tông rộng 6 mét luôn, ngay khu dân cư luôn. Hiện trạng là 6 lô này là đất trồng cây lâu năm. Với giá bán là chỉ từ 390 triệu cho một lô 1.300 m, thì em nhân ra là chỉ có 298.000 cho một mét vuông, và đối với một lô 1.100 m á, giá 420 triệu á, nằm ngay mặt tiền đường bê tông 6 mét này á, thì với giá là 420 triệu thì em chia ra là chỉ có 390 em chia ra là chỉ có 390.000 cho một mét vuông thôi. Đó, rất là đẹp. Thì bên đây là mặt chính là đường bê tông và bên hông là đường cấp phối anh chị à. Đó, bên hông là được cấp phối như thế này. Để anh, tại vì cái này chín lô nhiều quá, diện tích nó có biến động á, thì tí anh chị nào có quan tâm á, thì em sẽ gửi báo giá từng lô để anh chị xem. Thì từ vị trí của em á, là lô đất nằm ngay khu dân cư luôn, dọc dọc bên đây là khu dân cư anh chị à. Đối diện lô đất là cũng là khu dân cư luôn, ở khu vực này là có điện nước đầy đủ. Từ vị trí của em á, là cách ra ngay trường tiểu học Khánh Hiệp á, là chỉ tầm có 250 m thôi, và cách ra ngay ủy ban nhân dân xã Khánh Hiệp á, là 2,3 km đường ô tô. Cách về ngay ủy ban nhân dân xã Khánh Bình á, là chỉ tầm 4 km, và từ vị trí này của em á, là cách về ngay Nha Trang của mình á, là chỉ tầm khoảng 38 km đường ô tô. Nói chung là đường ô tô và tận đất rất là đẹp luôn. Để quý cô chú anh chị hình dung kỹ á, em sẽ quay review xung quanh á, và tí em sẽ bay vài hình ảnh lên cam cho keo cho mình xem thêm nha. Đây anh chị, đối diện đây, đối diện chính lô đất của chúng ta nè. Hiện tại là bên đây là anh chị thấy là đường điện nhân sinh nè, nhà vườn của người dân đang sinh sống luôn. Anh chị cũng biết á, thứ nhất mà đất sào á, gần khu dân cư á, thì giá trị đất sẽ tăng hơn, và cái thứ hai nữa thì rất khả năng 1-2 năm tới rất có khả năng là những lô đất này sẽ được quy hoạch thổ luôn. Đây ba lô mặt tiền này, hiện tại là mai sáng mai mới là mở bán chính thức nhận cọc, và hiện tại là em tranh thủ chiều nay đẹp á, em quay review trước để tối quý cô chú anh chị mình có xem á, thì xem trước. Đây là đường cấp phối, hiện tại là đường 5 m, như chị chủ với nói đường này là chỉ tính đổ đường nhựa luôn, nhưng mà sẽ không cho phép, cho nên là chị làm đường cấp phối. Nhưng mà đặc biệt con đường cấp phối này của chị làm rất là kỹ, khác với những chỗ khác, không phải là chị đổ đá đâu anh chị, để có ban xi lông lớp bằng ở dưới, xong bắt đầu á, là chị đổ lên trên để đi về lâu về dài tránh cái đá nó bị trôi đi. Chứ còn những chỗ mà đổ thôi thì sau một thời gian dài thì sẽ bị trôi đá đi, nhìn rất là lởm chởm. Hiện tại là 12 lô là cũng như anh chị thấy là đã đóng cọc rõ từng lô rồi. Ba lô mặt tiền này đồng giá nhau là 420 triệu cho một lô từ 1.000 tới là 1.100 mét vuông. Đó, hiện tại là xe cũng làm chưa xong. Thì với ba lô mặt tiền này thì em phỏng phỏng đây dao động chỉ từ 380.000 cho một lô. Và ở đây là chị bán đồng giá hai lọ luôn, là ba lô mặt tiền á, nằm trên mặt tiền đường bê tông 6 mét như thế này á, thì chị bán là 420 triệu cho một lô anh chị à. Và chín lô phía trong á, diện tích dao động từ 1.000 nè, 1.000, 1.200 á, thì sẽ có giá là 390 triệu đồng giá luôn. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm rất là đẹp. Quý cô chú anh chị quan tâm á, thì em sẽ gửi cái thông tin, cái sơ đồ về bản giá qua để mình xem thêm. Hiện tại là đó, anh chị thấy là mặt bằng vẫn đang đôn đốc làm đêm nay cho xong để mai tiến hành mở bán. Rất là đẹp. Đây, em đang đi vào con đường bên trong. À, hướng này nè, đây anh chị. Hướng này của em á, tại vì em lên đây là rất chiều, tại vì 6 giờ tối rồi. Đó, anh chị thấy đồng hồ của em 6 giờ tối rồi. Em quay để cho tối quý cô chú anh chị mình xem được dễ hơn, cũng như là cảm nhận về cái lô đất xung quanh. Dễ hướng này là cách ra ngay cái đường thông ra đường tỉnh lộ á, là ra ngay khu dân cư á, đường chính qua đây là chỉ tầm hơn 100 mét thôi, và cách trường tiểu học Khánh Hiệp á, là chỉ tầm 200 mét à. Đó, đây là khu dân cư đối diện của mình. Tới em sẽ bay vào hình ảnh lấy kem trên keo để mình cảm nhận thêm ba lô mặt tiền, và tiếp đến là ba là những cái lô bên trong. Nói chung là anh chị biết, tại vì cái diện tích đó, từ 1.000 tới 1.300 mà chị bán đồng giá với nhau luôn cho dễ, là diện tích đó, những lô trong đây đó, là từ 1.100 nè, 1.200 nè, và có lô 1.300, lô chung cùng là 1.300, đồng giá 390 với nhau cả. Đây ví dụ như đây là lô số 4 nè, lô số 4 này là cũng từ 392 triệu. Lô số 4 này á, là nó cũng đẹp, bởi vì sao, nó nằm đầu tiên vào trong những dãy trong anh chị.
Mỗi lô ở đây ngang dao động từ 11 phẩy mấy mét vuông nè, ngang 11 phẩy mấy mét, ngang 12 mét, ngang 13 mét anh chị à. Vị trí là xem là dài khoảng tầm 100 mét. Đó, bây giờ là đang công nhân là anh chị thấy là cũng đang tích cực làm đêm để xong tiến độ để mai mở bán nè. 39 cái lô này là hướng Tây Nam anh chị à. 9 lô này là hướng Tây Nam, còn 3 lô mặt tiền là hướng Tây Bắc. Rất là đẹp luôn. So với cái đất sào thì em thấy là 12 lô này là giá không cao, nhưng mà điểm cộng là được là nằm ngay gần khu dân cư, và đối diện mình là khu dân cư luôn, đường điện nhân sinh đã vào tới nơi rồi. Rất là tuyệt vời. Và xung quanh chúng ta đây là rừng, xung quanh đây là trồng keo. Đó, em quay sơ sơ để anh chị xem. Hiện tại là trong đây là anh thấy anh chị yên tâm là ví dụ anh chị nào mua thì mình sẽ nhìn từ trên bản đồ xuống là mình lóc thôi. Tí em sẽ bay thêm vài chụp vài hình ảnh là kem keo để anh chị nhìn dễ hơn. Thì mình đi tới cuối con đường này là cuối đất nè. Đó, cuối con đường này là cuối đất. Và đường này anh chị thấy đường 5m. Nó là đường 5m nhưng mà cảm giác em thấy là chắc rộng hơn. Đường này là đường nếu mà hai ô tô tránh nhau thoải mái. Đường cấp phối 5m. Đó, anh chị nhìn cái đá nè. Đá đã được dằn rất là kỹ luôn. Cho nên là mình cảm thấy cái đá nó có cái độ dịp dịp nó bằng dưới là nó dằn kỹ. Còn người ta chỉ đổ không thì nhìn nó nếu mà những cái đường đá phối á, mà đường cấp phối người ta đổ á, mà anh chị thấy cái đường nó không có được bằng á, là anh chị hiểu là giống như là kiểu là họ đổ xong họ hơi ban ban sơ sơ cho nên cái đá nó không có kết, nó không có liền, nó không có chắc với nhau. Còn đường này là xe nó đã dằn mấy lớp xong đổ xong đá nó dằn xuống cho nên là cảm thấy cái đường nó rất là bằng nè anh chị. Đó, xung quanh là đó, đang làm hết rồi. Đó, anh chị thấy không, xe ben đậu vào thì nếu mà đậu một bên thì hai cái đường này hai chiếc xe ben có thể tránh nhau luôn anh chị. Đó, rất là thoải mái. Đang ban thêm đất để cho nó bằng kịp tiến độ luôn nè anh chị. Đó, ban cho nó bằng nè. Mặt bằng hiện tại những lô đất này bằng rất là đều đẹp. Đó, ban rất là bằng, rất là đẹp. Đó, anh chị thấy bàn bằng rất đẹp. Sẵn đây á, em sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ luôn. Anh chị thấy việc xe có xỉu nó bàn bằng bằng gì không? Đó, anh chị nào thì chắc nhìn cũng biết là bàn bằng bằng là để bằng đó. Nhưng mà thường thường anh chị mà không biết á, mình kêu xe mà để đổ sang lắp mặt bằng á, thì thường thường họ sẽ đổ, ví dụ họ tính cho mình 10 xe, 20 xe, 30 xe thì cái độ tiền nó lên rất là nhiều. Nhưng mà em chia sẻ với anh chị kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ miếng đất của mình ở thấp thì mình cứ cho xe nào mình ban như vậy á, anh chị biết chi không, để cái đất nó bằng bằng nó dễ chịu về, nó sẽ đỡ tốn cái tiền chi phí đổ đất nhiều. Tại vì người ta thường thường người ta tính theo xe mấy chục xe gì là mấy chục triệu rồi, tiền đất nó ban nó nhiều. Nhưng mà mình làm cách này mình sẽ giảm được một phần chi phí xuống anh chị à. Đó là cũng là một cái mẹo á. Cho nên nhiều anh chị nào mà làm mặt bằng thì chắc anh chị cũng biết, nhiều khi đổ đất ngay tới tiền chục triệu, trăm triệu thấy ghê luôn. Đó, đó là một cái cách. Tại vì em đứng xa xa để em chia sẻ anh chị xem cho đứng gần người ta nghe kỳ. Rất là đẹp đúng không ạ? Từ Nha Trang lên đây là đi đường ô tô và tận nơi luôn chị à. Rất là đẹp và ngay khu dân cư luôn. Khu dân cư thì thứ nhất là có đường điện nhân sinh nè. Cái thứ hai này khả năng về lâu về dài thì không, mình không biết là nó sẽ có được lên thổ hay không. Nhưng mà đông khu vực dân cư thì nó sẽ giá trị đất nó sẽ tăng dễ hơn là những cái lô đất sào mà nằm tít ở trong rừng keo mà không có một cái tiện ích thì xung quanh. Đó, nhà người ta bây giờ cũng lên đèn rồi. Để em sẽ bay vài hình ảnh để quý cô chú anh chị mình xem thêm nha. Đây anh chị, với góc bay livecam này á, em sẽ bay một vòng bán kính quanh đất để mình có thể cảm quan tổng quan hơn về khu vực dân cư xung quanh. Đó, nhìn từ trên cao xuống là đất bằng phẳng, rất là đẹp. Ngay dân cư, đường phía trước là đường bê tông và đường bên hông là đường cấp phối. Xung quanh lô đất là bao bọc những hàng keo rất là đẹp. Đó anh chị, mình nhìn từ trên cao xuống mình để ý là anh chị thấy vào bên trong vẫn có khu dân cư. Về đối diện lô đất của mình là cả đường điện nhân sinh. Đất keo ráo bằng phẳng chứ sâu rất là đẹp luôn anh chị à.
Nhìn từ góc độ này thì anh chị thấy là từ trên cao xuống là đất sạch đẹp, xung quanh là không bị lỗi gì cả. Cái thứ hai đó là đối diện đất của mình đó là khu dân cư và có trường tiểu học luôn. Ngay khu vực dân cư rất là đẹp. Từ vị trí ngoài đường cách đường chính là chỉ tầm 100 mét thôi anh chị. Đường bê tông rất là đẹp. Ngay khu vực dân cư. Đó, rất là đẹp luôn. Xung quanh là toàn khu dân cư luôn. Hướng phải đó là đi về Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình anh chị à. Và hướng trái là về Ủy ban nhân dân xã Khánh Hiệp. Dọc đường này là khu dân cư ở rất là nhiều. Vị trí lô đất là cạnh khu dân cư luôn, rất là đẹp. Đường điện dân sinh vô tới nơi luôn. Đó, thì nãy giờ em cũng đã đi quay về cũng bay và hình ảnh là cam trên cao, thì quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà những cái lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng không ạ? Thứ nhất, so với những cái lô đất mà đất xào khác á, thì ưu điểm đặc biệt của lô đất này á, là nằm ngay đối diện khu dân cư luôn, rất là đẹp. Đường có xung quanh là cái đường điện dân sinh hết tất cả rồi anh chị à, ngay khu vực dân cư rất là đẹp, mà chỉ từ cho có 298.000 cho 1 mét vuông thôi. Đường cấp phối hiện tại là đường 5 mét luôn, rất là tuyệt vời. Thì em chia ra là 390 triệu cho một lô thì giá nó cũng không cao so với những khu vực khác, nhưng đối với những khu vực khác thì anh chị thấy là đường đất mà xung quanh chỉ toàn rừng keo, không có người dân ở, còn ở đây là ngay khu dân cư, đường điện dân sinh có đầy đủ luôn, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.